xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình, tiếp tục với cái content review cầu thủ. Và nhân vật chính trong video ngày hôm nay sẽ là một phiên bản có cái overall khá là cao. Cầu thủ này với cái phiên bản quả thẻ rất là đặc biệt này, với cái tên là Lewandowski, overall gốc là 104. Và cầu thủ này đã được mình nhận từ vài ngày trước, và trong cái ngày hôm nay thì mình mới có thời gian để có thể làm review về cầu thủ này. Đây là tân binh của câu lạc bộ Barcelona này, với cái phong độ cực kỳ ấn tượng. Cầu thủ này chuyển đến từ câu lạc bộ Bayern Munich nha. Với cái phiên bản quả thẻ này, đây là cái phiên bản Pinnacle Transfer. So một chút với chỉ số của cầu thủ Raul Gonzalez thì chỉ số của Lewandowski rất là khủng khiếp nữa. Cái phiên bản này đã được mình nâng lên cái mốc ra là cộng 25 này, và có overall hiện tại là 109. Cái skill boost của cầu thủ này cũng đã được cộng cái con số là 17 nha. Bây giờ thì anh em mình cùng xem qua bộ chỉ số chi tiết của cầu thủ này. Cái giá trị hiện tại là 187 triệu coin này. Bộ chân của Lewandowski thì là bộ chân 5 năm nè. Stamina là 9 cục, cùng với đó là skill move 5/5 sao nha. Với cái phiên bản quả thẻ này thì Lewandowski với cái chỉ số bay là 137, shooting là 162, passing là 114, cùng với đó là dribbling 141 nữa. Chỉ số physical cũng là cái chỉ số khá là ấn tượng cho cái phiên bản này, 135 nha. Với cái skill boost là target man này, skill boost này đang được cộng 17 trong cái arc của mình. Với bộ chỉ số tốc độ khá là ổn nè, bứt tốc là 124 cộng 21 này, chạy nước rút là 109 cộng 21. Cái lực sút của cầu thủ này thì rất là khủng khiếp, đó là 152 cộng 28 nha. Chọn vị trí cũng là cái con số rất là ấn tượng, 142 cộng 28. Và tất cả những chỉ số còn lại như là tầm nhìn này, cửa lông này, dribbling, agility, balance, cũng như là chỉ số sức mạnh và bật nhảy của cầu thủ này khá là tuyệt vời nè. Đánh đầu lên tới 151 cộng 22 nha. Thể hình của Lewandowski là cao 1m85, nặng 81 cân. Với cái quad red là high và medium, cầu thủ này với skill Muller Rainbow và có 3 skill ẩn nha. Lewandowski luôn luôn là cầu thủ có cái quả thẻ nhiều nhất trong những cái mùa FIFA Mobi 22 này. Trước đó thì cầu thủ này cũng đã lọt vào những cái danh sách như là Team of the Season cũng như là Team of the Year rồi. Ở cái phiên bản Top Transfer này thì có một cái phiên bản cực kỳ đặc biệt nữa. Và cái phiên bản này thì được rất là nhiều anh em chú ý, cũng như là nhiều anh em đặt mục tiêu có thể sở hữu được Lewandowski. Bây giờ thì anh em mình sẽ tới cái phần set business, cũng sẽ xếp những vị trí ưu tiên dành cho cầu thủ người Ba Lan này nha. Đó là tấm băng đội trưởng này, hai tình huống đá phạt ngắn và phạt dài. Và cái vị trí cuối cùng dành cho cầu thủ Lewandowski đó là cái vị trí sút penalty. Chỉ số của Lewandowski cùng với quả thẻ và cái hình ảnh của Lewandowski trong cái phiên bản này thì thật sự rất là đẹp trai nữa. Trong cái màu áo của Barcelona, cái màu áo sân nhà nữa. Thì tất cả hội tụ đây là một cái phiên bản tốt nhất và đẹp mắt nhất thời điểm hiện tại của cái cầu thủ Lewandowski trong cái mùa FIFA Mobi 22 này. Bây giờ thì tới cái phần cài đặt cuối cùng là mình sẽ chọn cái logo Barcelona này, cùng với đó là bộ áo đấu của câu lạc bộ này. Và trong cái phần cài đặt này thì mình có chỉnh luôn chế độ đổi sân sau mỗi hiệp đấu. Nếu mà anh em quan tâm thì nhớ chú ý cái phần này giúp mình nha. Trước khi bước vào hai trận đá head to head cùng với một trận đấu với Atac để cùng mình trải nghiệm và đánh giá cái phiên bản Lewandowski cực kỳ đặc biệt này á, thì anh em nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share video ủng hộ giúp mình nha. Anh em nào có nhu cầu nào FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và chất lượng nhất á, thì anh em cứ liên hệ với mình qua cái số Zalo đang xuất hiện trên video của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào cái trận đấu đầu tiên trong bài review Lewandowski nha. Hiện tại thì có rất là nhiều anh em đã lựa chọn để like cái phiên bản Lewandowski này rồi nè. Trong cái phần cầu thủ 104 thì có cả cái phiên bản ST của cầu thủ Sadio Mane nữa. Nhưng mà đa số anh em sẽ lựa chọn cái phiên bản của Robert Lewandowski này, với cái thể hình này cũng như là cái độ uy tín của cầu thủ người Ba Lan trong cái tựa game này rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào trận đấu đầu tiên nha. Khá là may mắn ở trận đấu đầu tiên mình sẽ được đá ở phần sân nhà nha, với cái bộ áo đấu sân nhà của câu lạc bộ Barcelona luôn. Và đây là cái đội hình chính của mình. Đối thủ thì cũng có cả phiên bản Robert Lewandowski nè. Bên dưới thì có cả Fernando Torres nè, Barella, cùng với đó là Frankie de Jong nữa. Đây chắc chắn là một trận cầu sẽ cực kỳ kịch tính đây, vì có cả hai phiên bản Lewandowski đang thi đấu trên sân trên cả hai chuyến tiến nè. Đây là pha xử lý bóng đầu tiên của Robert Lewandowski, những pha xử lý bóng và mũ bóng cực kỳ dẻo của cầu thủ người Ba Lan. Đây là Koulibaly, Johan Cruyff, anh em mình sẽ cùng quan sát cái khả năng di chuyển và thi đấu của cầu thủ Lewandowski. Tiếp tục là pha cầm bóng của Lewandowski, đây là pha móc bóng skill rainbow của cầu thủ này. Liên tiếp là những pha xử lý bóng trong chân cực kỳ ảo diệu của Lewandowski nè. Về mặt hình ảnh cũng như là chất lượng video thì mình đang để ở cái chế độ cao nhất có thể rồi nè. Đây là Robert Lewandowski đối đầu cùng Gianetti, liên tiếp là những pha cầm bóng và xử lý bóng của Lewandowski. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm lại thiếu một chút may mắn để có thể mở tỷ số trận đấu lần này nè. Một pha xử lý bóng cực kỳ đẳng cấp của Lewandowski khi đối đầu cùng cầu thủ Gianetti, một pha móc bóng rainbow và một pha xử lý dứt điểm từ ngoài vòng cấm, chỉ thiếu một chút may mắn thôi nè. Đây là tốc độ của Bamba, bóng hướng tới vị trí của Lewandowski, Barella. Đây là một tình huống phản công, Frankie de Jong phối hợp cùng Barella. Fernando Torres, anh bạn cũng đang rất là cố gắng và đang rất là tập trung chất chiêu cho những cơ hội của mình. Người đứng trước quả đá phạt này là Frankie de Jong,
sẽ có một tình huống đá phạt cố định rồi. Và ở cái khoảng cách như thế này thì chắc chắn cũng sẽ rất là khó để xem Lewandowski cái đội nào sẽ mở bàn trước nha. Đây là Frankie de Jong, cú dứt điểm khá là khó chịu của cầu thủ người Hà Lan. Một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm và đã đem về cho đội nhà được một tình huống đá phạt góc. Tình huống treo bóng vào bên trong, tình huống đánh đầu cắt mặt rất là khó chịu của Fernando Torres này nữa. Cuối cùng thì Lewandowski chưa nổ súng nhưng mà huyền thoại người Tây Ban Nha Fernando Torres đã mở tỷ số cho trận đấu lần này. Một tình huống chạy băng cắt và đánh đầu rất là tốt của cầu thủ Fernando Torres. Không có cơ hội cho bất cứ cầu thủ nào có thể cản phá được nữa. Đây là chắc chắn là thời điểm thích hợp để cho Lewandowski của mình lên tiếng nữa. Có thể gánh được đội trong cái trận đấu lần này. Koulibaly, Ilkay Gundogan. Bóng lại hướng tới vị trí của Lewandowski và xử lý bóng của Lewandowski. Tiếp tục là pha xoay bóng của Miroslav. Không vượt qua được hàng tiền vệ của đối thủ rồi. Đây là bóng 3, cơ hội Emmanuel Petit. Đấy rồi, Lewandowski. Chắc chắn rồi em ạ, với cái thương hiệu, với đẳng cấp của mình thì cái pha chạy chỗ và bắt đường chuyền một chạm này của Lewandowski không thể nào cản phá được rồi. Một cú dứt điểm cực kỳ uy lực của cầu thủ người Ba Lan này. Và vừa rồi là một cái hình ảnh ăn mừng khá là đặc trưng của Lewandowski anh em ạ. Một pha ghi bàn rất là đẳng cấp của cầu thủ này. Chắc chắn là với cái phiên bản này thì cái khả năng chạy chỗ cũng như là dứt điểm của Lewandowski là mát nhất có thể trong cái phiên bản FIFA Mobile rồi anh em ạ. Đây là Barella. Tỷ số đã được quân bình một điều rồi, phút thứ 40 của trận đấu. Tiếp tục là một tình huống cướp thời cơ của Lewandowski. Một tình huống mở bóng khá là tốt đến vị trí của Miroslav Klose. Tình huống xử lý bóng của huyền thoại người Đức. Và đây rồi, cơ hội dành cho Bosco. Lọt ngược dòng ngay trong cái hiệp đấu đầu tiên này. Và người phát động cái tình huống tấn công này lại là Lewandowski. Cho vị trí của Miroslav Klose và sau đó là một đường kiến tạo dành cho Bosco nữa. Những bàn thắng đã tới liên tiếp ở cái hiệp đấu đầu tiên nè. Đã có 3 bàn thắng được ghi rồi. Và đều có dấu ấn của cầu thủ Lewandowski cả. Lewandowski của đội bạn thì vẫn khá là im tiếng cho cái hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là Bamba, khá là mờ nhạt cho Lewandowski phiên bản ở cái đội bạn nữa. Đúng lúc này thì trọng tài đã thọ coi dừng lại cái hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Sau hiệp thi đấu đầu tiên thì thể lực của Lewandowski cũng còn khá là căng. Mặc dù cầu thủ người Ba Lan này đã có một hiệp đấu di chuyển rất là nhiều, cũng như là đã tạo ra được một bàn thắng cũng như là một đường phát động tấn công nữa. Đây là Jamrota, anh em mình sẽ vào cái hiệp thi đấu thứ hai để xem Lewandowski sẽ tiếp tục tỏa sáng hay là không. Tiếp tục là Jamrota, một tình huống xử lý bóng rất là hay. Đây rồi, Lewandowski của đội bạn. Frankie de Jong không vượt qua được Ilkay Gundogan, đường truyền khá là non anh em. Tiếp tục là một tình huống phản công. Đây rồi, Lewandowski phối hợp cùng Miroslav Klose. Và cầm bóng của Miroslav Klose, tiếp tục là một đường chọc khe khá là hay, một pha bóc bóng rainbow. Và đây là Lewandowski, một siêu phẩm anh em. Một tình huống ghi bàn không còn gì để chê cho cái phiên bản này của Lewandowski nữa. Đây chắc chắn là những điểm mạnh nhất của cầu thủ người Ba Lan này rồi. Những pha phối hợp và chạy chỗ của cầu thủ người Ba Lan. Và sau đó là một tình huống xử lý skill và một tình huống móc bóng trong vòng cấm này. Có khá là nhiều cầu thủ áo trắng theo kèm nhưng mà không thể nào cản phá được. Một pha dứt điểm của Lewandowski. Một bàn thắng siêu phẩm trong cái bàn thắng thứ hai, cú đúp bàn thắng của Lewandowski ở trận đấu ra mắt nữa. Đây là 3-3, tỷ số đã là 3-1 rồi. Chắc chắn là sẽ rất là khó khăn dành cho đối thủ ở những phút tiếp theo. Đây chỉ là phút thứ 60 của trận đấu thôi. Đây là Frankie de Jong, bóng hướng tới vị trí của Fernando Torres. Anh bạn đang khá là lúng túng trong những pha xử lý bóng của mình, khá là bế tắc nè. Tiếp tục là Barella, bóng hướng tới vị trí của Bamba. Có khá là nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình của đội bạn nè. Lewandowski của đối thủ đang thi đấu khá là sâu, cú dứt điểm không thể nào hạ gục được thủ thành Iker Casillas của mình. Tiếp tục là một tình huống đá phạt góc. Chắc chắn là anh bạn cũng sẽ nhắm tới vị trí của cầu thủ Lewandowski. Không thành công rồi. Lewandowski đã có một pha đánh đầu nhưng lại không thúng được bóng nữa. Đây là tốc độ của Bavard. Chắc chắn là sẽ đua tốc độ rồi. Và Lewandowski đã di chuyển rồi. Tiếp tục là Lewandowski nữa. Những pha chạy chỗ chọn vị trí của Lewandowski đang thật sự rất là ấn tượng trong cái trận đấu đầu tiên này. Không có một tình huống qua người thành công rồi. Đây là Emmanuel Petit. Tiếp tục là Lewandowski. Khá là thiếu may mắn anh em. Đã có ít nhất là hai cú dứt điểm rất là nguy hiểm của Lewandowski ở trận đấu lần này. Nhưng mà hai cú dứt điểm đó lại là thiếu đi một chút may mắn. Đây là một tình huống phản công, cơ hội. Phút thứ 81 của trận đấu, cơ hội vẫn còn rất là nhiều. Đã không vượt qua được Koulibaly rồi. Lại là một tình huống chuyền dài, lại không chính xác. Và tiếp tục là cơ hội, Lewandowski phối hợp cùng Fernando Torres. Lại là Koulibaly đứng đúng vị trí anh em. Bosco, Miroslav Klose, lại là một tình huống chọc khe và chạy tốc độ của Lewandowski. Ở những cái phút này thì tốc độ Lewandowski vẫn còn khá là ổn anh em. Tiếp tục là một tình huống xử lý bóng khá là lóng ngóng của Caleb Bouillon. Đã có khá là nhiều áp lực từ Lewandowski, bắt buộc Caleb Bouillon phải có một tình huống pha bóng an toàn anh em. Và đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi dừng lại cái trận thi đấu đầu tiên rồi. Mà áo của Barcelona trong cái trận đấu lần này cùng với cái hiệu ứng sân bãi màu bóng đêm như này nữa thì thật sự rất là ấn tượng. Với cú đúp bàn thắng của Lewandowski,
Ấn tượng nhất là chắc chắn là bàn thắng thứ hai rồi, một pha xử lý bóng cực kỳ đẳng cấp của Lewandowski với một pha bay người móc bóng trong vòng cấm, một pha rainbow trước đó và cú đúp bàn thắng cho cái trận ra mắt với tỷ lệ chính xác lên tới 94%. Khá là tuyệt vời, một trận thắng loại ngược dòng lên tới tận 3-1 rồi. Một trận đấu mà phải nói là Lewandowski thi đấu cực kỳ chất lượng, cực kỳ đẳng cấp và cực kỳ bay ở vị trí ST. Những tình huống thả bóng để đón những cái đường chạy của Lewandowski thì đây là điểm mạnh nhất của cầu thủ người Ba Lan rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn cái trận đấu thứ hai. Đối thủ thứ hai sẽ là câu lạc bộ đến từ Liverpool. Ở cái trận đấu đầu tiên thì đối thủ vẫn có cái cầu thủ Lewandowski trong đội hình nữa, nhưng mà đáng tiếc là cái phiên bản Lewandowski đó thì khá là mờ nhạt so với cái phiên bản Lewandowski trong team của mình. Bây giờ thì trận đấu thứ hai chính thức được bắt đầu rồi. Đối thủ sẽ gồm có những cầu thủ như là Harry Kane này, Mohamed Salah này, Federico Chiesa, bên dưới là Wijnaldum cùng với Clarence Seedorf nha. Bộ đội tấn công là Harry Kane đã cặp cùng Fernando Torres. Với cái đội hình này thì cái sức tấn công cũng như là cái tuyến dự khá là ổn rồi nè. Bây giờ trận đấu sẽ được bắt đầu nha. Bosco, anh em mình cũng sẽ tập trung vào cái khả năng di chuyển cũng như là cái khả năng thi đấu của cầu thủ Robert Lewandowski. Emmanuel Petit bỗng hướng tới liệu vị trí của Ilkay Gundogan. Johan Cruyff cũng dứt điểm rất là nhanh. Ở phút thứ 6 của trận đấu thôi đã có một cú dứt điểm tạo áp lực rồi. Và đây là cơ hội để có thể xem được cái khả năng không chiến của cầu thủ Robert Lewandowski. Không thành công rồi. Một pha bay người đánh đầu của Koulibaly lại không hiệu quả nữa. Không có một tình huống dành cho cầu thủ Lewandowski. Và đây là tốc độ phản công Harry Kane. Mở bóng đến vị trí của Fernando Torres. Bavard đối đầu cùng Fernando Torres. Thể hình của Bavard là một cái điểm cực kỳ lớn của cầu thủ người Pháp này nè. Bavard đang có cái vị trí RB rất là chất lượng trong team của mình. Đấy rồi, một cơ hội được mở ra, không có một tình huống việt vị nào cả nè. Chắc chắn là một tình huống cầm bóng và xử lý bóng rồi. Johan Cruyff, Lewandowski đứng ngay sau đó nè. Đáng tiếc là trong pha bóng này thì Johan Cruyff đã rơi vào thế việt vị rồi. Nếu như một tình huống chuyền bóng đến vị trí của Lewandowski ngay phía sau đó thì chắc chắn là sẽ bàn thắng dành cho cầu thủ người Ba Lan rồi. Trong cái tình huống bóng này thì mình rất là chủ động vì mình đoán được chắc chắn là đối thủ sẽ gọi GK ra khá là sớm nè. Sẽ có một tình huống phát bóng lên và người đang đứng trước bóng là cầu thủ Virgil van Dijk. Lewandowski đang di chuyển khá là tích cực nè. Hình ảnh của Lewandowski khi in game thì phải nói đây là một con hàng uy tín nhất trong game FIFA Mobile 22 rồi. Từ thể hình này, từ cách chơi này, tất cả mọi thứ gần như là hoàn hảo nhất cho cái phiên bản ST của Lewandowski. Cũng là một trong những cái phiên bản cạnh tranh với Ronaldo trong game FIFA Mobile 22 nè. Ở vị trí ST nè. Tiếp tục là Lewandowski đối đầu cùng Wijnaldum. Những pha xử lý skill của Lewandowski khá là mượt nè. Một cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc để thử tài của cầu thủ Alisson Becker nè. Và tiếp tục là một tình huống phạt góc và bóng lại treo đến vị trí của Lewandowski. Không được rồi, đã có một tình huống đánh đầu pha bóng của đối thủ. Tiếp tục là một tình huống phạt góc khác. Roberto Carlos đang cố gắng để treo bóng để tạo cơ hội cho cái khả năng không chiến của Lewandowski. Lần này lại không thành công rồi. Và đây vẫn là Lewandowski. Lần này thì cú dứt điểm của Lewandowski đã hiểm hơn rất là nhiều so với cú dứt điểm trước đó nè. Và đây tiếp tục là hình ảnh ăn mừng của Lewandowski. Thật sự thì khi có cầu thủ này trong team thì những cái trận đấu head to head của mình trở nên khá là đơn giản nè. Một pha xử lý bóng, cầm bóng và dứt điểm cực kỳ gọn gàng của Lewandowski đã có khá là nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trước đó. Mãi đến phút thứ 33 của trận đấu thứ hai thì Lewandowski cũng đã mở tài khoản trận đấu rồi. Đây là pha tấn công của Federico Chiesa, Clarence Seedorf không vượt qua được Bosco. Lại là Lewandowski phối hợp cùng Miroslav Klose đã có những tình huống xử lý bóng khá là nhanh. Đây là Miroslav Klose bỗng hướng tới vị trí của Johan Cruyff. Tiếp tục là Johan Cruyff, bên trong là Lewandowski, không thành công rồi. Đã có một cái ý tưởng là đưa bóng vào bên trong cho Lewandowski bật nhảy đánh đầu, nhưng mà Virgil van Dijk với thể hình quá cao to nữa, không có một tình huống chuyền bóng chính xác. Emmanuel Petit chắc chắn là cơ hội cũng sẽ dành cho Lewandowski. Lewandowski một cú dứt điểm lại thiếu một chút may mắn nè, bóng lại đập trúng cột dọc. Liên tiếp là những pha xử lý bóng rất là hay của Lewandowski, nhưng những cú dứt điểm thì lại thiếu một chút may mắn. Nếu không thì đã có cú đúp trong cái hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi dừng lại cái hiệp thi đấu đầu tiên rồi. Một bàn thắng của Lewandowski. Cùng với đó là rất là nhiều pha xử lý bóng cực kỳ đẳng cấp và tinh tế của cầu thủ người Ba Lan này. Và vẫn như vậy thôi, sau cái hiệp thi đấu đầu tiên thì thể lực của cầu thủ người Ba Lan còn rất là căng anh em. Đây là một cầu thủ có thể đáp ứng được hoàn toàn 90 phút thi đấu trong những cái chế độ head to head kiểu như là try hard kiểu như thế này. Đã có một tình huống phạm lỗi rồi. Và cầu thủ người Ba Lan chắc chắn là một cái điểm mạnh nhất trong cái team của mình thời điểm hiện tại nè. Tiếp tục là một tình huống đá phạt cố định, bóng ở giữa sân khá là khó. Alexander Arnold đã có một tình huống xử lý bóng khá là mất tập trung của Wijnaldum. Tiếp tục là Wijnaldum, cơ hội dành cho cầu thủ người Hà Lan. Cơ hội Mohamed Salah không vượt qua được Caleb Puyol. Emmanuel Petit, một tình huống mở bóng khá là chính xác đến vị trí của Lewandowski.
Và đây là tốc độ của Lewandowski đối đầu cùng Lenglet. Không vượt qua được Lenglet trong những cái pha xử lý cuối cùng nữa. Và cơ hội lại thuộc về Lewandowski. Rất là năng nổ để có thể cướp bóng lại sau khi bị mất cơ hội nè. Emmanuel Petit, Iker Gundogan, mình sẽ cố gắng cầm bóng cũng như là tạo khoảng trống nhiều nhất cho Lewandowski thể hiện. Tiếp tục là Iker Gundogan. Wijnaldum đã chơi rất là quyết tâm trong cái tình huống bóng vừa rồi. Một tình huống mở bóng khá là thoáng đến vị trí của Mohamed Salah. Đã có một tình huống chủ động lao ra của Iker Casillas rồi. Rất là khó cho những tình huống mở bóng kiểu như vậy nè. Emmanuel Petit, một pha open offside shot của Emmanuel Petit đã loại bỏ được Tsimikas rồi. Đây là Johan Cruyff, cơ hội cho Lewandowski, một tình huống vảy má ngoài chân phải cực kỳ uy lực nè. Chắc chắn là cũng không có cơ hội dành cho thủ thành rồi. Cú đúp bàn thắng của Lewandowski trong trận đấu thứ hai. Và đây lại là điều ăn mừng của Lewandowski nè. Một điều ăn mừng mà tạo thương hiệu của cầu thủ người Ba Lan rồi. Một tình huống cầm bóng và xoay người dứt điểm rất là gọn của Lewandowski. Một tình huống ghi bàn cực kỳ điều nghệ nè, vậy má ngoài chân phải. Và có khá là nhiều tình huống thay đổi người sau khi nhận bàn thua thứ hai của đối thủ rồi. Có 3 cầu thủ được tung vào sân nha. Tiếp tục là Mohamed Salah, tốc độ của Mohamed Salah, những tình huống ngoặt bóng và xử lý bóng của cầu thủ người Ai Cập. Liên tiếp là những tình huống mũ bóng khá là hiệu quả. Mohamed Salah phối hợp cùng Alexander Arnold. Đây là Bosco. Tiếp tục là Lewandowski, lại là một tình huống chạy chỗ rồi. Đấy rồi. Lần này thì Virgil van Dijk đã rất là tập trung rồi nè. Clarence Seedorf, bóng hướng tới vị trí của Suarez lại không thành công. Miroslav Klose, đấy rồi, cơ hội. Lần này thì Alexander Arnold đã rất là chủ động sau pha rainbow của cầu thủ Lewandowski nữa. Và đây là một cơ hội phản công, không vượt qua được Koulibaly rồi. Vẫn đang là Mohamed Salah kiểm soát bóng. Tốc độ của Mohamed Salah rất là hay. Mohamed Salah, cơ hội lùi Suarez khá là chậm rồi. Tiếp tục là Clarence Seedorf. Koulibaly đang chơi một trận đấu khá là hay nè. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi dừng lại cái trận thi đấu thứ hai của Lewandowski rồi. Và đây là hình ảnh của Lewandowski tờ với tấm băng đội trưởng trên tay nha. Một cái chiến thắng 2-0 và lại là cú đúp trong hai trận đấu liên tiếp của cầu thủ Lewandowski này. Bàn thắng thì tới rất là dễ với Lewandowski khi cầu thủ người Ba Lan này thi đấu trên sân nè. Một trận đấu với chiến thắng áp đảo hoàn toàn nè. Đối thủ không có một cú dứt điểm nào cả, với tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 97%. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn cái trận đấu với Ajax, là cái trận đấu cuối cùng trong bài review và đánh giá cái phiên bản Lewandowski đặc biệt này cùng mình nha. Với hai trận đá head to head vừa rồi thì chắc chắn là cái sức mạnh của Lewandowski là ít nhiều gì anh em cũng cảm nhận được khi xem cái video của mình rồi. Khả năng thi đấu của cầu thủ người Ba Lan này phải nói là hết nước chấm ở vị trí ST rồi nè. Chắc chắn đây cũng là một cái vị trí ST top trong cái thời điểm hiện tại rồi. Và đối thủ của mình ở trận đấu với Ajax này với cái chỉ số đội hình thấp hơn tới tận 5 over nè. Đây chắc chắn cũng sẽ là một trận đấu dễ dàng dành cho Lewandowski cũng như là những đồng đội rồi. Đây là cơ hội Gundogan, tình huống treo bóng không chính xác đến vị trí của Lewandowski. Tiếp tục là Bosco, bên trong là Lewandowski, khả năng không chiến của Lewandowski tuyệt vời nè. Khả năng treo bóng chỉ cần chính xác đến vị trí của cầu thủ người Ba Lan thôi. Còn cái khả năng bật nhảy và đánh đầu thì chắc chắn là rất là ấn tượng rồi. Thể hình cao 1m85 cùng với bộ chỉ số chơi không chiến rất là tuyệt vời thì không khó để cho Lewandowski có những pha đánh đầu kiểu như thế này nè. Chỉ cần đứng một chỗ vẫn có thể đánh đầu thành bài. Rất là ảo, rất là toàn diện cho cái phiên bản ST này của Lewandowski. Tiếp tục là một cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm này. Liên tiếp là những bàn thắng đến cho cầu thủ người Ba Lan. Và vẫn là Lewandowski này. Ở chế độ vé tắc này thì rõ ràng mình cảm nhận được là cái sức mạnh của Lewandowski quá là thừa cho cái chế độ này rồi. Không còn một cái điểm nào trừ cho cái chế độ vé tắc này cả. Từ cái khả năng dứt điểm cũng như là không chiến của Lewandowski. Có quá là nhiều bàn thắng ở trận đấu này rồi. Cách biệt đã tới tận 3 bàn rồi. Đây là Miroslav Klose. Cơ hội sẽ dành cho Lewandowski. Rơi vào thế việt vị rồi. Iker Gundogan. Tiếp tục là Iker Gundogan, Lewandowski, những tình huống đánh đầu lái bóng rất là hay nè. Và đặc biệt nhất là cái điều ăn mừng của Lewandowski là một cái điều ăn mừng cực kỳ đặc trưng của cầu thủ người Ba Lan nha. Đây cũng là cái điều ăn mừng mà mình khá là yêu thích trong những mùa gần đây của Lewandowski thôi. Trước đó mình cũng đã có rất là nhiều lần sử dụng cái phiên bản của Lewandowski ở những cái phiên bản như là Team of the Season này cũng như là Team of the Year. Tiếp tục là cú dứt điểm khá là khó của Lewandowski. Những pha xử lý bóng và dứt điểm của Lewandowski thì quá là mượt so với phần cầu thủ còn lại nè. Tất cả mọi thứ phải nói là toàn diện nhất cho cái vị trí của Lewandowski, cũng là một cái phiên bản vị trí ST top hiện tại rồi. Trận đấu với Ajax cũng đã kết thúc với một chiến thắng khá là nhẹ nhàng này. Và trận đấu với Ajax này thì Lewandowski cũng đã thể hiện cái sức mạnh phải nói là vượt cả meta của cái game FIFA Mobile rồi nè. Tất cả mọi thứ gần như là out trình cho cái phiên bản này của Lewandowski. Và đó cũng là tất cả những gì có trong cái video review trải nghiệm và đánh giá cái phiên bản Lewandowski của mình. Mình chấm cái số điểm 10 trên 10 tuyệt đối cho Lewandowski ở cái phiên bản này nha, cho cả hai chế độ nè, gần như là cầu thủ toàn diện nhất game hiện tại rồi. Còn anh em khi xem được video này thì cảm nhận riêng như thế nào về cái phiên bản Lewandowski? Anh em có đang sử dụng Lewandowski hay là không?
Và anh em có đang đặt mục tiêu của mình là có thể sở hữu được cầu thủ người Ba Lan này trong cái mùa giải FIFA Mobi hay là không nha. Anh em có thể chia sẻ cái cảm nhận riêng của mình vào phần bình luận bên dưới. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em xem đến đây thì nhớ đăng ký kênh này, nhớ like và share video ủng hộ giúp mình nha. Khi anh em ấn đăng ký kênh thì anh em ấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để nhận những cái thông báo mới nhất từ YouTube khi mình có những cái video mới up lên. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một video tiếp theo trên kênh.